Có anh, phân khúc đó thì anh tham khảo thêm bộ Pioneer CM35 ha, một toàn thân trắng muốt này rất là đẹp luôn. Có đèn ở volume này nè. Dàn này nó cao cấp, nó có thêm chức năng Bluetooth luôn nè, kết nối không dây luôn ha, như tới cái điện thoại mà mở nhạc luôn, rất là hay. Có ngõ in, audio in rồi có CD luôn anh em. Dùng rất là tốt ha, chất âm dàn này thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Dùng có thể dùng remote để chỉnh được bass, treble luôn. Rất là ngon ha. Rất là nhiều chức năng để mình điều chỉnh. Chủng hàng giao băng cho nên chất lượng rất là cao. Mình sẽ mở nhạc để anh em nghe thử. Phát nhạc từ con điện thoại Xiaomi này qua ha. Kết nối Bluetooth không dây, nó hiện tên ở đây luôn rồi anh em. Ngày xưa tôi có quên một người em gái nhỏ, tôi đang 16 mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào, rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non, đến xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha.